có chỗ ngồi trên lầu, mời khách quan đi bên này. Trang sức của mỹ nhân thật diễm lệ, tiểu sinh bội phục. Án này thật lạ, ta phải điều tra rõ ngọn ngành. Tiểu thư, có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương nàng. Cô nương ngồi xuống uống tách trà nha, bọn họ không dám xông vào thành vương phủ tìm cô đâu.